Hôm nay em nhắn tin ham sợ yêu lắm kìa. Chúng chơi đùa loanh quanh trong căn phòng màu xanh đáng yêu, và chúng đang quấn quýt nhau, yêu nhau như chúng mình. Mong cho chúng sau này sẽ mãi là một đôi nhé anh. Rồi hôm nay anh nhắn tin xem hamster thế nào, sao anh thấy trong lòng những lo dồn vì là em. Đôi hamster bé xinh, xinh như anh với em, khiến anh thấy trong lòng những lo sợ vì tương lai chúng ta. Em bận không, ước sao cho đôi ta không còn cách xa. Em là người anh thương, người anh yêu mến nhất trên đời. Hứa rằng lòng chỉ yêu một người là mình em đó thôi. Ta còn nhiều thời gian, hãy vun đắp những giấc mơ dài, để một ngày chúng ta bên nhau như là chú hamster thật đáng yêu.